Xin chào tất cả các em, bây giờ cô sẽ cùng với các em đi giải bài 22 trang 80 sách giáo khoa toán 8 tập 1. Ở bài 22, cho hình 43 chứng minh rằng AI ở đây là bằng IM. Ở đây chúng ta quan sát hình 43. Thì để chứng minh AI bằng IM thì ở đây cô sẽ sử dụng về các tính chất của đường trung bình các em nhé. Đầu tiên quan sát trên hình này, thì thứ nhất chúng ta nhận thấy được đó là BE bằng ED đồng thời bằng AD, đúng không? Thứ hai là chúng ta có BM bằng MC. Vậy ở đây E sẽ là trung điểm của BD, đúng không các em? M là trung điểm của BC. Lên lúc này EM sẽ là đường trung bình của tam giác BDC, đúng chưa các em? Tức là lúc này thì EM của chúng ta sẽ song song với DC. EM mà song song với DC thì lúc này EM cũng sẽ song song với DI. Mà ED lại bằng với DA, tức là D sẽ là trung điểm của AE, đúng không? DI thì lại song song với EM rồi. Lên từ đây thì các em sẽ suy ra được I ở đây sẽ là trung điểm của AM, hay lúc này AI của chúng ta sẽ bằng IM. Rồi, vậy thì ở đây với bài 22 chúng ta sẽ trình bày như sau. Ở đây đầu tiên đó là cô xét tam giác BDC. Xét tam giác BDC chúng ta có như sau. Chúng ta có BE bằng với ED. Lên từ đây các em sẽ suy ra được là E sẽ là trung điểm của BD. Tiếp theo chúng ta có BM bằng MC. Lên từ đây các em sẽ suy ra được là M là trung điểm của BC. Và từ hai điều trên thì lúc này ở đây các em sẽ suy ra được đó chính là ME sẽ là đường trung bình của tam giác BDC. Là đường trung bình của tam giác BDC. Rồi, ME mà là đường trung bình của tam giác BDC rồi thì lúc này do đó chúng ta sẽ có được đó chính là ME sẽ song song với DC, đúng không? Hay lúc này thì ME cũng sẽ song song với DI. Và bây giờ ở đây thì cô sẽ đi tiến hành xét tam giác AM. Chúng ta có như sau. Quan sát trên hình thì chúng ta có được đó là AD bằng với DE. Lên từ đây các em sẽ suy ra được D là trung điểm của AE. Thứ hai, ở đây chúng ta lại có đó chính là ME song song với DI, đúng không? Hay ở đây chính là DI song song với ME. Trong tam giác AEM có D là trung điểm của AE, DI lại song song với ME, đúng không? Lên từ đây thì các em sẽ suy ra ngay được đó chính là I sẽ là trung điểm của AM. Ở đây là chúng ta, ở đây là AM, cô viết nhầm. Ở đây là chúng ta áp dụng về định lý thứ nhất, đúng không em? I mà là trung điểm của AM rồi thì từ đây do đó thì chúng ta sẽ có được đó chính là AI sẽ bằng với IM, đúng không? Hay ở đây chính là điều phải chứng minh. Rồi, vậy là đến đây thì cô đã cùng với các em giải xong bài 22 trang 80 sách giáo khoa toán 8 tập 1.